Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị món ăn rất là đơn giản, thơm ngon, làm rất là nhanh, khoảng 10 phút là xong rồi quý vị. Đó là món trứng chiên nước mắm xí muội. Đơn giản nhưng mà ngon, hấp dẫn hả quý vị. Cái món này thì chúng ta có thể làm để ăn sáng nè, rồi chấm với một xíu bánh mì rất là ngon. Thay vì chúng ta ốp la thông thường thì bữa nay mình làm trứng chiên với nước mắm xí muội ha. Đó, mình có thể dùng trong những cái bữa cơm hàng ngày cũng rất là thơm ngon hấp dẫn. Đây là cái thành phẩm của mình nè quý vị, vừa hoàn thành xong luôn đó. Bây giờ mình chạy ô đi mua một ổ bánh mì về để mình ăn cùng, rất là ngon và hấp dẫn luôn. Thì mời quý vị vào bếp để thực hiện cùng mình nha. Rồi, trước tiên mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu cần. Bữa nay mình sử dụng 5 cái quả trứng, trứng vịt ha. Bên cạnh đó là hai cọng hành, hai củ hành tím, một xíu ngò gí, ớt một trái. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu làm. Củ hành tím thì mình sẽ cắt ra hai củ trước ha, cắt thành những cái miếng nhỏ. Về hành lá thì chúng ta sẽ đập dập dập cái gốc hết quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt khúc ra. Không có cắt nhuyễn mà cắt khúc hết quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ sắc ớt ra luôn. Ớt thì sắc thành những cái miếng hết quý vị. Tiếp theo là củ hành tím. Rồi, có hành tím, còn một củ thì mình sẽ băm ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu để mình đem lên mình nấu hết quý vị. Để làm cái món này trước tiên thì chúng ta bắt chảo lên. Sử dụng chảo chống dính thì tốt hơn hết quý vị. Đó, để cái chảo nó nóng nóng rồi mình để dầu vô. Đợi cho dầu nó nóng, nó lên tim hết quý vị. Lên tim chút xíu đi. Rồi sau đó mình mới cho cái phần củ hành tím á. Bữa nay mình sử dụng 3 củ hành tím ha. Một củ thì mình băm, một củ thì mình sắc miếng vừa vừa nhỏ nhỏ, miếng mỏng quá vậy. Cái phần củ hành tím mà mình băm thì mình sẽ để vô đây để mình phi cho nó vàng lên. Cái này thì mình phi nhanh thôi. Nó vừa bốc cái mùi thơm thơm lên là được nha quý vị. Quý vị đừng có để cho nó vàng quá, nó sẽ bị khét. Rồi bây giờ mình hạ lửa nhỏ xuống nha. Sau đó mình sẽ cho nước mắm. Đó, nước mắm thì mình cho một giá nước mắm thế quý vị. Thì tùy loại nước mắm nào mặn hay là nhạt á, thì mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa. Như nước mắm của mình là mình cho một muỗng nước mắm và mình cho một giá nước mắm và ba giá nước. Đó, thì các bạn có thể nêm lại lúc này nè, coi cái độ mặn nó đã vừa chưa nha. Đó, nếu mà nó mặn quá, còn hơi mặn á, thì mình cho thêm miếng nước. Rồi, tiếp theo là mình cho cái này là hạt nêm. Nó nửa giá hạt nêm ha. Hơn hơn một muỗng canh chút xíu đó quý vị. Lúc này mình bắt lửa lên rồi ha quý vị. Lửa vừa lên. Để chúng ta đun sôi cái phần nước này. Về cái phần xí muội á. Cái này là tương xí muội nha quý vị. Thường mình cho khoảng một muỗng thôi, cái này bữa nay chế hơi nhiều. Các bạn cho khoảng một muỗng là vừa nha. Cái này mình để hơi nhiều chút xíu rồi. Đó, rồi sau khi mà cho tương xí muội vào, mình để cho lửa bắt đầu nó sôi lên. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu cho đường vào. Đường thì các bạn sợ ngọt á, thì mình cho nửa giá trước nha. Đó, rồi mình nêm coi nó cái độ ngọt nó vừa chưa. Thì mình cho đường thêm. Nhiều quý vị mà sợ nó hơi ngọt á, để vô nó ngọt quá nhiều quý vị ăn không được, nên mình cho từ từ. Nếu mà cái độ ngọt vừa thì mình khỏi cho thêm. Còn nếu không thì các bạn có thể cho thêm đường, cho thêm một xíu đường nữa ha. Đó, nó sẽ vừa hơn. Thường là một giá nước mắm thì chúng ta cho một giá đường. Đó, mới nãy mình thử nó cái độ mặn đó, nó chưa được á, nên mình cho thêm miếng nước.
Rồi bây giờ chúng ta đợi cho nước nó sôi lên. Đó. Thì các bạn cứ nêm nếm lại cho nó vừa ăn nha, vừa ăn vừa khẩu vị gia đình mình. Đó, tại mỗi nhà thì khẩu vị mỗi khác. Lúc mà vừa đó quý vị, thì chúng ta sẽ cho trứng vào. Mình sẽ đập trứng vào ha. Bữa nay mình làm 5 quả trứng vịt. Trứng vịt thì các bạn có thể sử dụng trứng gà cũng được nha. Đó, khi mà nó sôi lên mình để lửa vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, mình cho trứng vịt vào. Các bạn muốn ăn chín luôn hay là các bạn ăn ấp la nó vừa chín thì chúng ta sẽ có những cái cách khác nhau. Chẳng hạn như các bạn muốn ăn ấp la thì các bạn để lửa vừa. Đó, khi mà cho trứng vô đây nè, các bạn để lửa vừa vừa thôi. Nó đợi đến khi nào nó chín đến cái độ nào mà mình thích á, 50-50 hay gì đó. Đó, thì mình sẽ vớt ra thì được. Các bạn lấy tắt lửa ha. Còn các bạn mà muốn mà chín hoàn toàn thì các bạn có thể lấy cái nắp dung các bạn đậy lại. Rồi bây giờ mình cho lấy cái phần nước nè. Cái phần nước này chấm bánh mì rất là ngon quý vị. Đó, mình chan lên cái phần trứng nè cho nó chín. Đó, nhìn rất là hấp dẫn quý vị. Lúc này mình mới cho cái phần hành vào ha. Hành là mình cắt mới nãy quý vị, mình cắt thành những cái lát mỏng á. Đó, mình cho lên trên nhìn cho nó hấp dẫn. Rồi hành lá cắt khúc thì mình cũng cho lên trên ha. Rồi các bạn nào mà thích ăn tiêu có thể gãi lên một ít. Còn thích ăn ớt thì mình sẽ cho ớt vào nha. Ớt thì mình đã cắt lát mỏng rồi thì mình cho lên trên thôi. Ớt thì nó cay rất là dữ, còn tiêu thì nó cay nồng nồng nhẹ nhẹ quý vị. Ăn nó sẽ dễ hơn. Nếu quý vị nào không thích ăn cay nhiều thì chúng ta cho tiêu lên, cho một ít tiêu lên, ăn nó cũng rất là thơm và ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít ngò lên ha. Để lên cho nó thơm. Ngò gí quý vị. Cho vài con ngò gí lên nhìn cho nó hấp dẫn ha, trang trí nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Rồi vậy là cơ bản chúng ta đã hoàn thành xong rồi quý vị. Đó, đây là thành phẩm của mình nè. Đó, mình ăn cái dạng ấp la chút xíu nha. Đó, là chấm bánh mì rất là ngon và tuyệt vời luôn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món chiến chiên nước mắm xứ muội đơn giản, thơm ngon và hấp dẫn quý vị. Cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.